Chào mọi người, em tên là Nguyễn Đức Anh và năm nay em học ở trường Song ngữ quốc tế Horizon. Và vào tháng 9 thì em sẽ nhập học ở trường Atkins Academy Boston ở bang Massachusetts của Mỹ. Bởi vì ước mơ của em là được học ngành tài chính và em nhận thấy là Mỹ là quốc gia dẫn đầu về tài chính cũng như kinh tế, nên là em đã quyết định theo học ở Mỹ để có thể tìm hiểu về thế mạnh của họ và nói chung là phát triển cho tương lai của em. Tại vì vào khoảng mùa hè năm trước, vào năm 2021, thì em có nghe thấy là rất là nhiều bạn bè của em cũng và anh chị học chung ở trường của em thì họ đã quyết định đi học ở nước ngoài. Và khi mà em tìm hiểu lý do thì em nghĩ là em cũng nên lên kế hoạch cho bản thân mình, bởi vì khi mà mình đi qua học bên đó sớm á, thì em sẽ có cơ hội để chuẩn bị tốt hơn cho đại học của em, cho cái quá trình đi học đại học của em, và cũng như là có được một số kỹ năng mềm cũng như cải thiện cái khả năng ngôn ngữ và có thể làm quen với lại văn hóa của người bản địa sớm hơn. Tình cờ là em có nghe qua trường CATS nhờ Unimix và em nhận thấy là trường CATS là một môi trường quốc tế và giúp em và nó giúp em có thể tìm hiểu được về nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, cũng như là cũng có nhiều bạn Việt Nam ở đó và giúp em không đỡ bị nhớ nhà hơn. Và lý do quan trọng nhất mà em chọn trường CATS là vì trường có cái chế độ, trường có cái hỗ trợ tư vấn ngay cho các bạn học sinh muốn đi học đại học ở Mỹ, và họ sẽ tìm hiểu về thế mạnh của em và tư vấn cho em về cái trường đại học mà nó phù hợp với trình độ và cũng như cái mong muốn của em. Em nghĩ là các bạn, em nghĩ là học ở trường nào thì nó cũng tốt, nó cũng đều tốt với chúng ta, thì không, em cũng không có muốn các bạn coi trọng quá cái việc là học ở Mỹ sẽ tốt hơn là học ở Việt Nam là gì cả. Nhưng mà em chỉ muốn nói là nếu mà các bạn muốn học ở Mỹ á, thì các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng ba thứ, đó chính là về mặt tài chính, ngôn ngữ và về cả tâm lý của các bạn nữa. Các bạn phải sẵn sàng và có đủ tiền và cũng có đủ vốn ngôn ngữ thì mới sang đó học được. Nhưng mà cũng như ban đầu mình đã nói thì cho dù học ở đâu thì chỉ cần cố gắng hết sức thì bạn vẫn sẽ thành công. Dịch vụ của Unimates thì đầu tiên là sự tận tâm của mọi người. Các anh chị tư vấn ở đây đã tư vấn hỗ trợ em hết mình trong cái quá trình mà em chuẩn bị cho việc du học của em. Thì nói chung là khi mà chuẩn bị các bài luận hoặc là các bài phỏng vấn á, thì em có muốn tập dượt lại bao nhiêu lần, hay là muốn sửa, hay là muốn nhờ các anh chị nhận xét bao nhiêu lần thì các anh chị được sẵn sàng hết. Điều thứ hai thì chắc là cũng là sự chuyên nghiệp của các anh chị. Thì mọi thứ em thấy là mọi thứ ở Unimates ở đây đều rất là chuyên nghiệp và tất cả mọi thứ đều rất là đúng hẹn, đúng deadline. Điều cuối cùng mà em thích ở Unimates thì em nghĩ là Unimates là một nơi giúp cho em có nhiều sự lựa chọn về các nơi mà em muốn đến trong tương lai, giống như là Mỹ hay Úc hay là đâu cũng được. Và ở bên trong nước Mỹ thì cũng có, thì Unimates cũng hỗ trợ tư vấn cho em rất là nhiều trường và cung cấp những thông tin bổ ích cho em, không chỉ cả cái quá trình học cấp 3 mà cả lên đại học nữa. Và em rất là trân trọng và biết ơn điều đó.